Phụ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn Tiểu thuyết dài kỳ Tôi là mẹ Của nhà văn Lê Văn Trường Tác phẩm từng được đăng trên phổ thông bán nguyệt sang Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 6 Đoạn thứ ba, Chương 11 trên một chiếc giường nhỏ Mang đệm trắng tinh Một đứa bé chừng 7-8 tuổi Ngồi khơm khơm cho một y sĩ trẻ tuổi nghe mạch. Một thiếu phụ đẹp Một vẻ đẹp nghiêm trang Một vẻ đẹp có đường một vẻ buồn mang mát Đứng đầm đầm Nhìn như khắc khoải chờ một lời nói của y sĩ Y sĩ nghe lưng Rồi nghe ngực rồi đứng dậy Thiếu phụ vội vàng đến đỡ con nằm xuống Lấy chăn đắp lên người Đứa bé sẽ tung chăn ra hai tay ôm ghì lấy cổ thiếu phụ áp sát vào ngực vừa vuốt tóc vừa bảo con không đau nhiều đâu mẹ đừng sợ cái cảnh đứa bé con đau an ủi mẹ không biết có cái gì thần tiên nó làm cho y sĩ phải xúc động lần này đến lượt y sĩ đứng đăm đăm nhìn nhưng mẹ thấy con nóng nhiều quá thế con đi ngủ đi nhé mẹ bảo các em nó đừng vào quấy để cho con ngủ nhé Thằng bé sẽ gật đầu Rồi buông tay nằm xuống Thiếu phụ đứng dậy lại gần y sĩ Sẽ ngước mắt nhìn y sĩ mà không nói Nhưng trong cái nhìn có bao hàm một câu hỏi Và chờ một câu trả lời Y sĩ hiểu ý Xe sẽ, sẽ nói Có lẽ cậu em mắc chứng sốt rét thương hàn Nhưng bà cứ yên tâm Tôi sẽ chữa khỏi Bây giờ tôi hẳn tiêm cho cậu ấy một phát thuốc tim Sốt rét thương hàn Bốn câu ấy có cái ma lực Làm cho thiếu phụ tái mặt Mặc dầu y sĩ đã hứa rằng có thể chữa khỏi Thiếu phụ các cái giọng rung rung khẩn thiết bảo y sĩ Thôi Trăm sự nhờ quan Rồi tiền nông bao nhiêu tôi xin chu tất Y sĩ vừa mở cái hộp già lấy tim lấy thuốc Vừa bảo Ê chết Sao bà cứ gọi tôi thế Vào trong đồng đất nước người Người xứ sở gặp nhau là quý Chứ cần gì tiền nông Bà cứ yên tâm Tôi xin hết sức Y sĩ lấy thuốc vào ống tim xong Lại gần giường Thiếu phụ theo lại tìm vào mạch máu thì hơi lâu Bà đỡ cậu em ngồi dậy Rồi bảo cậu ấy ngoảnh mặt đi Không cậu ấy sợ Thằng bé nghe y sĩ nói thế Liền vùng dậy giơ tay Tôi không sợ đâu Rồi thằng bé cứ nhìn trừng trừng Y sĩ còn ngờ câu nói của thằng bé Nên trùng dằn được quan cứ tim cháu gan lắm y sĩ lấy dây cao su buộc cánh tay lấy cồn xoa rồi lần mạch máu mạch máu nhỏ khó lần thành thử phải đầm đến hai ba lần mới có máu chạy vào ống tim thằng bé cũng không nhăn mặt khi y sĩ rút ống tim ra thằng bé liền bảo mẹ có thế thôi thì việc gì mà sợ nhỉ mẹ nhỉ có phải ngày xưa thầy vẫn bảo ai sợ là người hèn không Trước khi nằm xuống thằng bé còn nói với Em tim thì em khỏi Em đi học mẹ nhỉ Thiếu phụ đặt bàn tay lên trán con Y sĩ trong thằng bé một cách yêu mến Rồi bảo thiếu phụ Tôi chưa thấy cậu bé con nào can đảm như cậu em nhà Thưa quan Cháu giống thầy cháu thổ xưa Và vì cháu thương tôi thuở xưa Cái kỷ niệm thuở xưa như làm cho thiếu phụ buồn thảm Một vẻ thê lương não nùng hiện lên đôi mắt bồ câu mơ màng Ai chết sao bà cứ gọi tôi thế phải tôi vào đây có nghe anh em nói chuyện đến ông nhà mời quan xuống dưới nhà xơi nước y sĩ như có vẻ không bằng lòng cái không bằng lòng của một người cầu xin người ta đừng xử khách tình với mình bà cứ gọi tôi bằng ông có được không xứ bác tâm băng có ai mà quan với cách Bà xử thế thì còn gì là thân tình của người xứ sở Thiếu phụ không trả lời Con sen mang ấm nước sôi lên Thiếu phụ pha chè Rồi mời y sĩ uống Uống chén nước Y sĩ bảo thiếu phụ Bệnh thương hàng cần phải kiên cơm Và đồ ăn rắn Không tiêu Có thể hại đến ruột Bà chỉ nên cho cậu em uống sữa và nước cam Thế nào cậu em cũng sốt đến 39-40 độ Nhưng bà đừng lo Bệnh này không thể chữa khỏi ngay được trong 21 ngày, nếu chịu kiên khem thì thế nào cũng không việc gì. Chốc nữa tôi cho người đem thuốc lại, cứ 3 giờ đổ cho uống một thìa, rồi mỗi ngày tôi sẽ thăm cháu hai lượt. Thiếu phụ tưởng y sĩ dặn thế là hết, toan đứng dậy để tiễn, y sĩ lại nói: "Đã là chỗ người xứ sở thì bà đừng ngại, đêm hôm có việc gì, bà cứ cho gọi tôi, tôi đến ngay, bà đừng sợ làm phiền." Thiếu phụ đứng dậy hẳn y sĩ cũng đứng dậy nhưng ra đến cửa hàng y sĩ còn nán lại nhìn hàng hóa một lượt cửa hàng bà bày trông còn mắc quá mà hàng hóa cũng nhiều quá thật đủ các đồ bắt bà dọn cái cửa hàng này từ hồi ông còn sống hay cậu cháu mất rồi tôi mới bán đồn điện và nhà cửa ở lovia về mua lại cái cửa hàng của người chị em gần một năm nay buôn bán đồ này có khá không thưa bà bẩm cũng khá y sĩ nhận thấy thiếu phụ không gọi mình bằng quan nữa nhưng cũng lựa lời nói để không gọi mình bằng ông ra đến gần cửa y sĩ còn như tiếc rẽ chưa được nghe một tiếng ông của thiếu phụ gọi mình lại quay lại à quên nhân tiện tôi mua bà đôi dép nhật bản để về đi thiếu phụ lại tủ lấy ra mấy đôi cho y sĩ chọn y sĩ chọn xong thiếu phụ bảo người nhà cầm ra để vào ô tô Y sĩ mất ví toàn trả tiền Thì thiếu phụ gạt đi Thôi đôi dép có là bao Không bà buôn bán được bao nhiêu Lại đông cháu Nếu thế thì xin để khi nào trả tiền thuốc Tôi xin trừ đi Y sĩ nói một cách sốt sắng Thuốc men có là bao Tôi không lấy tiền công của cháu đâu Thiếu phụ liền nghiêm sắc mặt Trả lời một cách cung kính Nhưng quả quyết Nếu quan không bằng lòng lấy tiền thuốc Và tiền công thì chúng tôi không dám phiền đến quan nữa giọng nói ấy vẻ mặt ấy không biết bốc ra một thứ gì thiêng liêng làm cho người ta phải kính phục y sĩ chẳng những không còn dám trách thiếu phụ về sự gọi mình bằng quan mà lại còn lo thiếu phụ giận bèn vội vàng nói một cách đàn giải vâng thế hẳn để đến khi nào tôi chữa khỏi đã y sĩ không dám trả tiền nữa ngã mũ chào thiếu phụ một cách cung kính rồi đi ra một giờ sau Y sĩ thân đem thuốc đến Rồi muốn giả nghĩa Tại làm sao mình phải đem thuốc đến mà không sai người nhà Y sĩ bảo thiếu phụ Lúc nãy tôi quên Chưa dặn bà phải cho cậu ấy uống bao nhiêu Nên tôi lại phải lại Bà có cùi dìa Để tôi đông cho một lần cho em uống Bà trông thấy rõ cho bận sao khỏi lầm Thiếu phụ lại đưa y sĩ lên gác Y sĩ đông đổ vào chén Rồi đem lại bên giường Lúc ấy thằng bé đương thiêm thiếp ngủ thiếu phụ sẽ lại bên giường vừa xoa má vừa sẽ gọi "Ha, ha, dậy uống thuốc con." Thằng bé mở mắt. Thiếu phụ nâng niu lùa tay đỡ lưng con, vừa nâng vừa âu yếm dỗ dành. "Con trai mẹ chịu khó dậy uống thuốc cho chống khỏi nghe không?" Y sĩ nghe đến hai chữ chịu khó lại tưởng thằng bé tuy không sợ đau nhưng sợ thuốc đắng liền sẽ bảo: "Thuốc ngọt lắm." không đắng đâu mà cậu sợ Thằng bé ực một hớp hết Rồi khẽ đặt tay lên lòng mẹ Con có sợ thuốc đắng đâu mẹ nhỉ Con mẹ chẳng sợ cái gì cả Con mẹ chỉ sợ mẹ lo Mẹ buồn thôi Thiếu phụ nói hình như trúng chỗ yếu của lòng thằng bé Nó liền ôm ghì lấy thiếu phụ Ngã đầu vào ngực Trong cái tình mẫu tử ấy Không biết có cái gì êm ấm Làm cho y sĩ nao nao lòng Muốn ứa nước mắt bà có một cậu con ngoan và can đảm nhất rồi như muốn biết được lòng thiếu phụ trước phải xử làm sao cho được lòng thằng bé y sĩ liền giơ tay thôi cậu bắt tay tôi một cái nào y sĩ bắt tay thằng bé xong quay đi thiếu phụ đỡ con nằm rồi đứng dậy thôi bà cứ ở trên này với cậu ấy không cậu ấy nhớ thiếu phụ chẳng trả lời cứ tiễn xuống đến buồng khách thiếu phụ mời uống nước y sĩ cũng từ chối mà khi ra đến cửa hàng cũng cứ đi thẳng chứ không kề cà như lần trước ra đến ô tô mới quay đầu lại thấy thiếu phụ tiễn mình ra đến cửa vội cung kính ngã mũ cúi đầu chào mà lên xe ngồi lên xe y sĩ mới quay đầu nhìn kỹ vào nhà thì không thấy bóng thiếu phụ đâu nữa một tiếng thở dài máy kêu xe chạy trong bảy hôm ngày nào y sĩ cũng đến ba lần sáng bảy giờ trưa mười một giờ chiều 6 giờ. Lần nào cũng như lần nào xem bệnh cho thằng bé, dặn dò cách thức thuốc thang, nói vài câu âu yếm thằng bé rồi đi ngay. Thiếu phụ mời uống nước cũng không uống mà cũng không dám hỏi thiếu phụ một lời nào về chuyện nhà cửa. Trong đời có những người đàn bà có một vẻ đẹp trang nghiêm đoan chính thuần hậu khiến cho kẻ ngổ ngáo đến đầu đến trước mặt cũng phải rụt rè cung kính lại có những người đàn bà có một vẻ buồn não nùng gây ra bởi một tuyệt vọng khốc liệt khiến ta trông thấy cũng phải mũi lòng người ấy không hỏi ta ta cũng muốn đem ngay đời ta hy sinh để mong ước đem lại một chút vui cho đời người ấy định mệnh ác nghiệt đã hình như dùng con dao nung đỏ khắc một dấu đau thương nghìn đời lên trên mặt khiến cho ta trông thấy mà tưởng chừng như sự đau thương kia thấm đến lòng ta một linh khiếu bảo cho ta biết rằng đời người ấy không thể nào vui được nữa mà ta vẫn mong ước cho người ấy vui lại mong ước hơn lên nhìn cái nhìn người ấy nhìn nhìn cái cười người ấy cười nghe tiếng nói người ấy nói ta như cảm thấy hiện lên một vết thương lòng ghê gớm mà ta biết chắc rằng thời gian thời gian đã có bàn tay màu nhiệm hàng xịt bao nhiêu vết thương lòng cũng không thể hàng xịt được cái vết thương lòng ghê gớm của người ấy nữa Ta biết chắc thế Nên lòng lại càng bồn chồn, Lại càng ao ước hy sinh Lại càng muốn chiến đấu với những cái không thể chiến đấu được Có những vẻ đẹp đoan chính, nghiêm trang, thuần hậu ấy Ai trông thấy cũng muốn rước về nhà Để yêu đương thờ phụng Có cả vẻ đẹp và vẻ buồn ấy Thì dù ngay một thằng tướng giặc Tay gươm tay giáo Ăn thịt người không tanh Đến trước mặt Thằng giặc ấy cũng phải quẳng gươm quẳng giáo Vội vàng quỳ ngay xuống thiếu phụ chủ cái nhà này là người vừa có cái vẻ đẹp vừa có vẻ buồn kia y sĩ đã không phải là thằng tướng giặc nên phải bồn chồn vì yêu đương bồi hồi vì kính trọng thiếu phụ cứ gọi y sĩ bằng quan y sĩ cũng không dám cầu xin gọi bằng ông thiếu phụ lưu y sĩ lại uống nước y sĩ cũng không dám nhận lời vì y sĩ sợ ngồi lại chẳng nhẽ không nói chuyện mà nói chuyện thì y sĩ lại sợ không nén được lòng buộc mồm hỏi những câu chuyện về gia sự mà y sĩ biết rằng thiếu phụ không muốn cho người ta hỏi đến. Nhưng vì phép lịch sự, thiếu phụ phải trả lời. Trong 7 ngày, lần nào thiếu phụ tiễn y sĩ ra đến tận cửa cũng được nghe một câu. Bệnh tình khá, bà cứ yên tâm. Nhưng đến hôm thứ bảy về khoảng 2 giờ sáng, thiếu phụ vừa cho thằng bé uống thuốc xong thì thằng bé kêu đau bụng Xoa thế nào cũng không đỡ Mà cặp hàng thứ biểu thì thấy sốt gần tới 40 độ Thiếu phụ hỏi thằng bé Thằng bé không trả lời Chỉ vừa rên vừa lắc đầu Rồi thiếp đi Thiếu phụ sợ hãi Gọi người nhà thất thanh Hai đứa đầy tớ gái Một đứa u già ngủ ở buồn ngoài Và đứa đầy tớ gái ngủ ở dưới nhà vội chạy lên Cả ba chỉ đứng nhìn nhau Không biết tính làm sao Bỗng thiếu phụ khóc thét lên Chừng như tiếng khóc ấy làm cho náo động hai đứa con ngủ ở buồng ngoài thức dậy nghe thấy mẹ khóc ở buồng trong thằng anh lên năm dắt thằng em lên ba chạy ra thiếu phụ trông thấy hai con bỗng ôm chậm lấy vừa khóc vừa mếu không khéo anh hà chết mất vũ điện ơi thằng vũ thằng điện cũng khóc ba mẹ con ôm nhau khóc hai đứa đầy tớ mũi lòng cũng khóc cả hai đều khóc Dương bệnh bỗng phát ra những tiếng nấc làm cho thiếu phụ thắt ruột thiếu phụ bỏ hai đứa con bé chạy lại lay gọi thằng hà cứ vừa rên vừa nấc mà chẳng mở mắt thiếu phụ bỗng quay lại hỏi hai đứa đầy tớ ô già con sen có ai biết nhà quan đốc không cả hai đều đồng thanh thưa mợ ban ngày bảo sẽ kéo đến thì con tìm được nhà chứ đêm thì chúng con không biết đường mà chúng con cũng chẳng biết tiếng cao mên để phòng gặp ai hỏi thăm chẳng nghĩ ngợi gì thiếu phụ khoác áo dài rồi bảo U già u ở nhà trong các anh tôi về ngay con sen đi với mợ thằng vũ thằng điện thấy mẹ đi liếu đến nắm áo khóc in ỏi đòi đi theo thiếu phụ dỗ để mẹ đi mời ông đốc đến xem bệnh cho anh tí mẹ về hai đứa con nhất định không nghe thiếu phụ cau mày thằng vũ mày hư nhé em nó dại đã đành mày nhớn rồi mà cũng thế nhé rồi nói to một cách nghiêm khắc vào giường ngủ ngay má đánh bây giờ chừng như đã có nhiều lần thiếu phụ phải dùng sự trừng phạt ấy nên hai đứa trẻ biết mẹ không nói dối vừa khóc vừa lủi thủi dắt nhau vào buồng thiếu phụ thấy con thế thương hại chạy theo ôm lấy hai đứa vuốt ve rồi ôm tồn bảo các con ngoan không mẹ giận thằng vũ liền ôm cổ mẹ em nín rồi em không theo mẹ nữa rồi mẹ đừng giận em nữa nhé rồi thằng vũ buông mẹ ôm cổ em mà dắt vào buồng vừa đi vừa dỗ thôi em cũng nín đi không mẹ giận thiếu phụ cùng con sen tất tả xuống thang hai giờ đêm phố tỉnh thành xứ cao mên tuy người ta hay ăn chơi về đêm nhưng giờ ấy khuya phố xá cũng vắng ngắt tỉnh bá tâm bằng thiêm thiếp ngủ dưới ánh sáng của những chùm đèn điện im liềm lâu lâu từng hồi những đàn chó ở những dãy nhà lá bên sông rú lên cái dư âm làm cho sự im lặng ấy có một vẻ rùng rợn Thiếu phụ và con sen chạy theo đường Notre Dame, Qua chợ thẳng xuống phía nhà thương Đoạn đường này vắng vẻ Lại xa thành phố Nên đèn điện cũng thưa Hai bên đường toàn cây nên tối lắm Qua cửa chùa Waterfish Thì gặp hai người cao mênh lực lưỡng Thất tha thất thiệu như say rượu Từ phía trước đi lại Họ vừa đi vừa hát những câu dâm đảng tình tứ Con sen thấy thế sợ hãi Nắm tay chủ Thiếu phụ liền mắng Sợ gì cứ đi khi thầy trò đi gần hai người Thì họ giơ tay toan nắm lấy mà nói Nhé nà xa ta giúp tao ná mò anh ráp Ý là các cô đẹp quá Đêm đi đâu đấy Lại đây tôi hỏi Thiếu phụ né mình tránh Rồi trả lời bằng tiếng cao mên Chúng tôi đi đâu Quyên gì các anh hỏi Thầy trò lại rảo cẳng Hai người cao mên đứng lại bàn tán một lúc Rồi đi theo Trước họ còn đi chậm chậm Sau họ chạy con sen thấy thế rú lên, thiếu phụ liền tác nó một cái. Đồ nhát như cái, cầm cái mồm. Nhưng chúng nó gần đến kia kia. Chúng nó gần đến thì làm cái gì? Vừa lúc ấy, hai người đuổi theo còn cách độ ba thước. Thiếu phụ liền đứng dừng lại, hai tay chống vào sườn, rồi giọng giạc hỏi. Chúng tôi có người nhà ốm, đi gọi doctor. Các anh đuổi theo có phải định ăn cướp thì bảo. Câu nói ấy và thứ nhất, cái giọng giọng giạc có cái sức mạnh như cái gậy nhán chân hai người lại Hai người đứng dừng rồi ấp úng Chúng tôi theo để xem hai cô có cần việc gì thì chúng tôi giúp Lại vẫn cái giọng giọng dạc oai như mấy Chúng tôi không cần đến các anh Rồi thiếu phụ dắt tay con sen quay lưng đi Hai người không dám theo nữa Y sĩ ở một tòa nhà cạnh nhà thương Khi được tin đầy tớ lên báo có bà Vĩnh đến mời Lại thăm cho con Thì cứ quần áo ngủ hấp tấp chạy xuống cậu em làm sao thưa bà cháu ngất đi thế bà chờ tôi một chút tôi lấy thuốc rồi tôi đi ngay với bà năm phút sau ô tô đổ trước cửa nhà vân y sĩ và vân lên đến buồng hà nằm thì đã thấy thằng vũ thằng điện chạy lại ôm chầm lấy mẹ các con không ngủ à để yên mẹ xem anh nó thế nào y sĩ bắt mạch hà ba mẹ con đứng trố mắt nhìn không việc gì đâu bà à mạch vẫn đều có lẽ cậu ấy sốt quá và mê đi đấy nhưng lúc nãy cháu nó kêu đau bụng dữ quá thế à nhưng bây giờ không ai bán nước đá thì làm thế nào à thôi để tôi đi vào nhà thương lấy túi cao su và nước đá trong nhà thương bao giờ cũng có trữ sẵn thiếu phụ vội gạt. thôi quan chẳng phải đi quan viết giấy để tôi cho người đi đấy thế phiền quan quá y sĩ cũng không dám cưỡng vừa toàn viết giấy thì con sen vội nói con sợ lắm Y sĩ ngừng tay ngẩng đầu nhìn Cái ngẩng đầu và cái nhìn ấy hợp thành một cái dấu hỏi Lúc nãy con đi với mợ con Có hai người cao mên đuổi theo Con sợ quá Thì tôi đã bảo để tôi đi vừa chóng Rồi y sĩ hấp tấp xuống thang Vân nghe y sĩ nói Hà không việc gì mới an lập Bèn dục thằng Điện thằng Vũ đi ngủ Thằng Vũ không muốn đi ngủ Mà không đi ngủ lại sợ mẹ giận Liền nắm tay Vân hôn Rồi cầu khẩn mẹ cho em ở đây với anh hà một em một tí nữa mẹ đừng giận em giọng khẩn cầu dễ thương quá vân liền xoa đầu bảo thế khi nào ông đốc tờ lại khám xong thì các con phải đi ngủ nhé thế các con sợ mẹ giận lắm à hai đứa chỉ xa vào lòng mẹ mà không trả lời vân ngồi dưới cuối giường ôm thằng điện còn thằng vũ thì đứng nắm tay thằng hà như có vẻ thương xót lắm vân thấy thế liền hỏi con thương anh con lắm mà Thằng Hà chậu mỏ Có Rồi nó nắm bàn tay anh nó để lên miệng hôn Thằng Điện ngồi lòng mẹ được một lúc Bỗng lùa tay vào áo sờ vú Vân vừa hôn đầu Vừa khẽ bấu tay lôi ra Nhớ rồi còn sợ vú người ta cười Thằng bé rút tay ra Rồi nép vào ngực Thế còn có thương anh con Như anh Vũ không Thằng bé quay đầu ra không trả lời câu hỏi của mẹ Chỉ tay vào giường mà khẽ khẽ nói anh Hà ốm đấy 15 phút sau y sĩ lại lấy nước đá bỏ vào túi cao su Chườm bụng cho thằng Hà Rồi dùng khăn mặt khô sát khắp người cho nó Được một lúc thằng Hà mở mắt gọi mẹ Mẹ đây mẹ vẫn ngồi cạnh con đây Con thiếp đi mẹ lo quá Con có nhìn thấy em Vũ em Điện nó đứng cạnh con không Thằng Hà sẽ ngóc đầu nhìn hai em giơ tay ra hiệu rồi lại nhắm mắt Lúc ấy y sĩ mới biết rằng mình chỉ mặc quần áo ngủ vội xin lỗi lúc nãy vì bà gọi cấp quá nên bối rối tôi quên mặc quần áo xin bà tha lỗi cho giọng nói chân thành làm cho thiếu phụ cảm kích có gì gọi là lỗi chính chúng tôi phải cảm ơn ngài vì tấm lòng bối rối của ngài đối với chúng tôi tôi nghe con xe nó nói mà tôi lo cho bà quá khuya thế này không còn xe mà đàn bà đi một mình ở xứ cao mên này thì sợ thật thế chúng nó không đuổi kịp bà chứ chúng đuổi kịp nhưng tôi quay lại hỏi thì chúng lãng đi ngay thôi để tôi thuê cho bà một người kháng hộ đến ngủ đây trông cậu giúp bà rồi nhỡ đêm khuya có làm sao người ta đi gọi tôi cho tiện nhà không có một người đàn ông đêm khuya nhỡ động dụng khó lắm cảm ơn quan tôi không dám phiền có gì là phiền tôi trông bà cũng xanh lắm cần phải tỉnh dưỡng Vất vả quá nhỡ ốm thì các cậu ấy Y sĩ vừa nói vừa chỉ ba con Câu nói ấy Cái chỉ tay ấy Như làm cho Vân thấy một cái vực thẳm Nàng bỗng tái mặt đi Rồi nhắm mắt lại Y sĩ thấy thế đem lòng ái ngại Sẽ lôi thằng Vũ lên gần lòng Vừa xoa đầu vừa nói Trong nhà không có một người đàn ông Thì khó lắm Còn không cha Y sĩ vừa nói đến đấy Thì Vân đứng dậy Câu nói ái ngại ấy như quật vào tấm lòng tự ái của nàng Như mai mỉa cái danh dự của gia đình nàng Nàng không cần ai phải ái ngại gia đình nàng Nàng không cần ai phải ái ngại con nàng Nàng nhìn y sĩ một vẻ kiêu hãnh Rồi nói một giọng cương quyết Bây giờ tôi là cha chúng nó Hạnh phúc Người mẹ chỉ có một hạnh phúc Cái hạnh phúc của đứa con Từ khi Hào ốm thì Vân cũng hình như ốm theo nó thằng hà sốt vân thấy sốt thằng hà mê vân thấy mê thằng hà đau bụng vân cũng hình như thấy mình đau bụng mà thằng hà có tỉnh táo thì vân cũng thấy mình tỉnh táo đời sống của nàng lúc ấy như ăn nhịp theo sự lên xuống của cái hàng thử biểu buộc liền vào với những cơn sốt cơn rét cơn mê cơn sản của con bệnh thần hà ngày một tăng mặc dầu y sĩ đã bảo bệnh thương hàn cũng như lên đậu tăng giảm có kỳ hạn Vân lúc nào cũng cứ như chính cả người Y sĩ mỗi ngày đến 4 lần Thêm một lần lúc 11 giờ khuya Từ khi Vân trả lời một cách nghiêm nghị Khi y sĩ tỏ lòng thương mấy đứa con không cha Thì y sĩ không bao giờ còn dám nói gì Đã động đến chuyện nhà của Vân nữa Nhưng sự chữa bệnh vẫn sốt sắng như thế Mà ta nghiệm ra rằng Từ đấy y sĩ ít nói Nghĩ mãi mới nói Mà chỉ nói những câu đủ dùng về việc thuốc thang thôi chưa được 12 hôm Vân đưa y sĩ 100 đồng bạc Y sĩ muốn từ chối nhưng không dám từ chối Mà cầm thì cũng không muốn cầm Ngập ngừng mãi mới bảo Vân Giọng nói hỗn hển như có vẻ vừa lo ngại Vừa bực tức Bà cho tôi nhiều quá Xin quan cứ cầm lấy Cháu nó còn chưa khỏi Chúng tôi còn quấy quả quá nhiều Y sĩ đi lại thăm bệnh đã được 15 hôm Không đến chậm một lần nào Bỗng một hôm vào buổi chiều đến chậm hơn một giờ đã nhẹ đến sáu giờ thì mãi hơn bảy giờ mới đến vừa đến cửa đã xin lỗi tôi vì dở tí việc cần xin bà tha lỗi cho tôi nửa giờ sau khi y sĩ về rồi Vân đang ngồi trên gác thay nước đá vào túi cao su cho con thì bỗng nghe thấy có tiếng người âm âm ở cửa rồi lại nghe rõ có tiếng người gọi tên mình ra chửi rủa Vân vội vàng chạy xuống thì đã thấy một bọn người xúm đông đặc ở trước cửa hàng nhà mình mà giữa đám đông người ấy có một người đàn bà Sài Gòn trạc ngoài đôi mươi đang xỉa sói vào nhà Vân tay xỉa sói mà miệng thì chửi mày quyến vũ chồng ba mày bua thuốc chồng ba để mày bòn rút để cho nó hất khủi ba để cho nó ngơ ngẩn để cho nó đi cả đêm với mày rồi người ấy lại dọa mày ra đây bà xét xác mày ra con trâu xanh ngựa đỏ kia mày trêu ai chứ trêu con năm này không xong vân chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao vừa giận vừa tuổi Nàng cũng chẳng biết người đàn bà ấy là ai Vân còn do dự chưa biết xử trí ra làm sao Thì người ấy lại giết lại chửi Mày bùa thuốc thằng Dr. Tùng Để nó ngơ ngẩn Bỏ cả ăn cả uống Mày xui xỉm nó để nó hành hạ bà Vân hiểu ngay Nàng giận sôi lên Nàng vừa toan bước ra cửa Thì có hai người bắt làm thợ ở gần đấy chạy ra can Bà ra làm gì Nó là đồ chó dại cắn càng Chấp chi Để rồi bảo ông ấy thế người này là vợ ông ấy đấy à trước kia ông ấy mới đến thì không có vợ không biết người này ở đâu mới lại ở chung với ông ấy được dăm tháng nay thế các bác ở đây giúp tôi tôi phải làm cho ra nhẹ chứ không mang tiếng thôi bà tiếng với tâm vân thấy họ hình như nghi ngờ mình bèn gạt họ ra mà bảo nếu mình tôi không thì tôi không cần nhưng còn các cháu tôi không thể để cho ai làm nhục gia đình tôi được trong giọng nói có một vẻ quả quyết trong cái nhìn hiện lên một vẻ ngay thẳng toàn thân nàng lúc ấy là một nghị lực mấy người thợ bắt không dám can nữa trong đời những người hiền có những lúc hăng hay cục trong đời những người yếu có những lúc mạnh lại càng hăng lại càng mạnh khi nào bị người khác làm nhục một cách vô lý bất công khi nào sự nhục nhã ấy gây ra bởi sự bất công ấy lại có thể có ảnh hưởng xấu đến cả những người thân yêu của họ thì họ chống cự một cách bội phần quyết liệt cái ý nghĩ từ nay anh ta đã không còn để bên vực để che chở thì đứa khốn nạn nào cũng có thể dám đến ăn hiếp ta làm nhục các con ta làm cho nàng có một sức mạnh phi thường trong cơ thể nàng bỗng thấy như lưu thông một thứ máu dũng cảm ngang tàn của người chết nàng tưởng chừng như người chết đã đem trái tim kiêu dũng đem cánh tay không run không sợ đem cái khí khái xung thiên của kẻ làm người không chịu khuất không chịu nhục đến cho nàng vân xông ra hăng hái như một con hổ cái bị người đi săn tìm cách giết con mắt nàng chiếu ra những tia sáng dữ dội khiến ai trông thấy cũng phải sợ hãi sự ngay thẳng sự trong sạch cái tình mẫu tử bị thương tổn sự uất ức của con người vô tội bị ngờ oan chói lòe trên trán trên mắt trên môi trên má trên mặt trên khắp cơ thể ngân ấy thứ hiện ra một cách rõ rệt ở trong cái dáng đi mạnh bạo khiến cho đám người tò mò đứng xem phải đem lòng kính trọng mà không còn dám ngờ rằng một người đi đứng đàng hoàng như thế có cái khổ mặt kiêu hãnh thế lại là một con người răng gió quyến rũ chồng người nàng bước ra cửa bình tĩnh bình tĩnh như hòn núi đá bình tĩnh trong phong ba bão táp tự tin ở sức mình cái thím nằm đang chửi rủa ầm ĩ thoạt thấy nàng ra thoạt nhìn thấy điệu bộ bà chúa của nàng thoát nhiên giật mình lùi lại một bước rồi im Nàng tiến lại một cách ngang nhiên Tin ở những lòng ngay thẳng của mình Tin ở như sự thiên liêng bất khả xâm phạm của ngay thẳng Và lẽ phải Tin ở như cái danh dự trong sạch của mình Thiếm nằm lùi rồi đứng Rồi hình như tự nhủ Ta đến đây để gây chuyện với nó Nay thấy nó ra Lại lùi thì người ta cười ta Thiếm nằm tự nhủ mình thế Nên vội xong lại toàn túm áo vân Vân gạt tay thiếm nằm một cách khinh bỉ Khinh bỉ đến nỗi thiếm nằm tưởng chừng bị nàng nhổ vào mặt rồi nàng giơ tay cái giơ tay oai nghiêm của một bà hoàng hậu chỉ vào mặt thím nằm mà nói cái giọng nói run run cảm động vì uất ức vì bị người ta khinh một cách vô lý mày là vợ một ông đốc tờ mà mày cư xử ra một con người ham hồ hèn hạ ông tùng xem ra người có giáo dục sao mày lại vô giáo dục đến như thế mày lấy tang chứng gì mà mày dám đến cửa nhà tao làm rộn như thế rồi hình như không cầm được lòng giận nàng tiến lên nửa bước nghiến răng nói tang chứng mày đâu tang chứng mày đâu ý hẳn con mắt nàng lúc ấy có chứa một sự gì trong sạch quá phát lộ ra một cái uy nghi quá hay vì lòng công phận chính đáng làm cho dữ dội quá nên thím nằm bỗng sợ hãi cái sợ hãi tự nhiên của con người quấy đứng trước con người phải liền lùi lại hai bước vân không tiến theo chỉ nhìn những người đứng xem một cách buồn rầu mà bảo thím nằm tao không có quyền đem mày ra cẩm ra co nhưng thôi tao tha cho mày Để mày về mà ăn năn sám hối tội lỗi của mày Nàng nói xong khoan thai bước vào Không biết trong cái dáng đi ấy Có cái gì cảm kích lòng người Những người đi xem bỗng vỗ tay Rồi ê rầm lên Đi về, đi về nhà Ê biêu, ghen láo, ghen láo Thiểm nằm ấp úng được mấy cầu Vội lủi mất Vân vào trong nhà Bỗng ngồi phịch xuống ghế Ôm mặt khóc nức nở Nàng hồi tưởng khi người anh cương dũng của nàng còn sống Thì bất cứ ở đâu Nàng cũng chỉ nhìn thấy những con mắt kính trọng nàng Ngày nay Chẳng may một định mệnh khốc liệt Đã đách gãy cái cột cái chống nhà ấy Đã làm rơi cánh tay quả cảm thường ngày che chở cho nàng Nên nàng mới bị người ta làm nhục một cách vô lý thế này Rồi ngẩng đầu lên nhìn cái ảnh phóng đại của Vĩnh Nàng rên rỉ Nếu anh còn sống Nếu anh còn sống Không hiểu tại sao lúc ấy Nàng sực nhớ đến câu nói của y sĩ Tùng Con không cha Con không cha Nàng thấy chua xót trong lòng Nhưng khi nhìn kỹ cái ảnh phóng đại Thấy cái vẻ mặt gân cuốc Đầy nghị lực Lộ lộ trên giấy Thấy cái mỉm cười lúc nào cũng như khinh đời Mỉa đời Lúc nào cũng như khiêu khích với số mệnh Nàng thấy như mình hèn nhát quá Không đáng sánh với con người quả cảm thấy kia Nàng nhìn đến mắt người chết thì có mắt hình như trách móc rồi liền lúc ấy cả cái ảnh tượng bệnh dặn dò mình trước khi đi trong khi hấp hối bỗng hiện ra trong trí nhớ những nhờ dặn dò ấy xô nhau kéo đến em phải xử cho xứng đáng vợ một người suốt đời phấn đấu như anh em phải can đảm vì em là mẹ chúng nó khóc là hèn em phải nghĩ đến tương lai chúng nó em phải noi gương anh nàng bỗng bất giác nắm hai tay giơ lên em xin lỗi anh em hèn nhát thật nhưng bắt trước một người như anh thì bắt trước làm sao được rồi lau nước mắt nàng giơ tay lên như thề với cái ảnh thề với vong hồn người chết em xin cố em xin cố nàng lên gác thằng vũ thằng điện đang chơi đình chùa cạnh giường hà thấy nàng lên bỗng súng lại thằng vũ hỏi trước cái gì ở dưới nhà thế mẹ rồi trông thấy ngấn nước mắt còn nhem nhét trên má vân Thằng bé lấy khăn lau đi cho mẹ Mà hỏi một cách trừ mến lo ngại Ai làm gì mẹ mà mẹ khóc thế hả mẹ Thấy cái vẻ mặt buồn rầu của con Vân vội mỉm cười Đâu mẹ khóc đâu Thế ngấn nước mắt là gì À à Rồi Vân rút mùi xoa lau mặt Mẹ xuống bếp khói vào cây mắt đấy Các con đùa mạnh Không cho anh ngủ phải không Thằng điện lấu tấu Không đùa mạnh đâu Vân lại giường con Thấy con gầy như cái que Mặt mũi hốc khác Nằm lép xuống nệm Nàng lại không cầm được nước mắt Thằng Vũ lúc ấy trông thấy rõ ràng Liền lại gần cầm tay nàng khoác vào cổ mình mà bảo Mẹ chẳng khóc là gì đấy Mẹ thương anh mà khóc đấy Anh sắp khỏi rồi cơ mà Ông Tùng bảo thế Câu nói của thằng bé bỗng làm cho Vân phải nghĩ ngợi cái việc này xảy ra thì nàng không thể để ông Tùng chữa cho con nàng được nữa. Nhưng biết gọi y sĩ nào, vì bác Tâm Bang chỉ có hai y sĩ, một Tây, một Việt Nam. Y sĩ Tây thì đi nghỉ mát một tháng nữa mới về, mà gọi y sĩ ở tận Phu Sát, cách bác Tâm Bang 100 số thì dịu vợi lắm, tốn tiền lắm. Mà chỉ một hay hai ngày mới có thể đến thăm một lần. Nếu cứ để cho y sĩ Tùng ra vào trong nhà, sau chuyện này thì người ta dị nghị người ta sẽ bổ tiếng xấu cho mình, người ta sẽ bảo nếu không có tình ý thì sao thế còn cho ra vào. Thôi đành là tránh sự hiềm nghi, đành phải mời bác sĩ ở phu sát. Sự quyết định ấy vừa đến thì lại có những ý nghĩ khác đến theo. Nhỡ khi có sự cần kiếp thì làm thế nào? Nhỡ vì sự y sĩ phu sát không thể đi lại thăm nom luôn luôn được, không thể theo liền ngay sự tăng giảm của bệnh mà chữa thì làm thế nào? nhỡ vì sự trông nom chảnh mãn mà nghĩ đến đấy nàng rùng mình toát mồ hôi nàng sẽ nhắm mắt rồi nàng mở mắt một ý định cương quyết đã nổi lên hình như khi nàng nhắm mắt thì người chết đã hiện về nhắc lại cho nàng những câu mà khi sinh thời vẫn nói với nàng cái đời chúng ta bây giờ không nên kể đến nữa chỉ kể đến cái đời chúng nó chúng ta bây giờ chỉ còn sống cho chúng nó nàng đã thề bắt chước người chết thì nàng phải cư xử theo nhờ dặn của người chết nàng không thể vì sợ những lời dị nghĩ của loài người mà để nguy đến tính mệnh của con nàng được rồi nàng thấp thỏm chờ nàng chỉ sợ y sĩ vì việc này thẹn mà không dám đến nữa không lần nào nàng hồi hộp ngồi chờ y sĩ bằng lần này nàng quyết định nếu y sĩ đến nàng sẽ nói rõ hết ý nghĩ của lòng mình cho y sĩ biết mà chỉ cầu xin y sĩ chữa khỏi bệnh cho con mình thôi Nàng khắc khoải nhìn đồng hồ tính từng phút Đồng hồ đánh 10 tiếng Mà chưa nghe tiếng ô tô Nàng rũng cả người Nhìn con đang rền rỉ ở trên giường Nàng thấy tim gan nàng cũng như rên lên Theo tiếng rên của đứa con Bùm Bi bươm, Nàng mừng quýnh tất tả chạy xuống Không hôm nào y sĩ được nàng đón Một cách vui mừng như hôm ấy Y sĩ thấy mặt nàng vui vẻ cũng tươi ra Vừa lên thang vừa rút đồng hồ Tôi lại chậm 5 phút Chắc bà mong lắm Xe hết xăng Thành ra phải đổ để lấy nên chậm Thì ra y sĩ cũng tính từng phút Y sĩ nói thản nhiên như không có một việc gì xảy ra Hình như y sĩ chưa biết Mà chưa biết thật Nếu biết thì tất nhiên khi đến phải xin lỗi ngay Vân nghĩ thế nên nàng định bụng Khi khám bệnh cho con mình xong Thì biết hay không biết nàng cũng nói Y sĩ xem mạch Tiêm thuốc rồi xuống nhà Vân định bụng khi nào đi qua nhà khách thì nàng sẽ nói Nhưng y sĩ xuống thang mau quá Thành thử khi nàng đến nhà khách thì y sĩ đã ra đến cửa hàng Nàng chạy mau toan gọi thì y sĩ đã ra khỏi cửa Nàng toan ra cửa gọi lại Nhưng trong trong nhà tối tăm vắng vẻ Nàng lại ngừng ngượng thế nào rồi thôi Đến lúc xe hơi chạy thì một phản động lực trong lòng nàng mới bắt đầu nổi lên Rồi liền một ý nghĩ đến Nếu y sĩ biết chuyện xấu hổ mà không đến nghĩ đến đấy nàng thấy cái thân hình xanh ngắt gầy như cái que của con hiện đến trước mặt nàng hình như nghe tiếng rên khiện khừ khừ ở khắp nhà nổi lên nàng sợ hãi nàng chạy lại nép đầu vào cái ảnh phóng đại của chồng mà cầu khẩn anh phù hộ cho con anh làm thế nào cho em đỡ hèn đi một tí anh ơi sáng hôm sau nàng lại phải khắc khoải ngồi đếm từng phút chờ y sĩ nàng chỉ lo y sĩ không đến đến thế nào nàng cũng nói rõ cho y sĩ biết sáng hôm nay nàng tuy khắc khoải chờ nhưng nàng không còn cảm thấy sự ngượng ngùng trong khi phải nói với y sĩ vì suốt đêm qua nàng đã đủ thì giờ để cân nhắc hành vi nàng đã tìm cho những hành vi ấy một lẽ phải rõ ràng sáng sủa có thể trấn áp được cái tính thẹn thò của mình sáng hôm ấy y sĩ đến sớm mười phút lần này y sĩ lại được tiếp đón bằng một vẻ mặt vui vẻ hơn hôm qua Y sĩ thấy thế hình như cảm động Tôi đến hôm nay sớm 10 phút Để chuộc cái tội đến chậm 5 phút tối hôm qua Giọng nói thản nhiên Vân biết ngay là y sĩ chưa biết chuyện vợ mình làm quấy Mặc dầu chốc nữa khám bệnh xong Thế nào cũng phải nói Hôm ấy thằng Hà đã tỉnh Thấy y sĩ cầm ống tim cho nó Nó bèn hỏi Ông tim cánh tay nào Vân thấy con hỏi như thế mừng quá Y sĩ cũng mừng thì tôi đã bảo bà rằng có thể tin ở như sự tận tâm của tôi. Cảm ơn quan có lòng tử tế, chốc nữa xuống nhà tôi muốn thưa với quan một việc. Y sĩ nghe câu nói ấy mặt bỗng nở ra. "Vâng, nhưng giá sự tận tâm của tôi có quyền cho tôi cầu xin bà gọi tôi bằng ông để chốc nữa hậu chuyện bà thì may quá." Vừa nói vừa nhìn Vân một cách khẩn khoản cầu xin. Trái với lòng mong ước của y sĩ, Vân nhìn thẳng vào mặt y sĩ một cách lạnh lùng mà chẳng rả nhời xuống đến nhà vân gọi con sen pha nước rồi chỉ cái ảnh chồng mà bảo y sĩ giá nhà tôi còn sống thì hôm nay nhà tôi phải hàm ơn quan biết mấy vì sự quan săn sóc cho cháu nhưng nhà tôi mất đi thì tôi xin thay nhà tôi mà chịu hết cả cái ơn huệ ấy có cái gì là ơn mà bà phải nói nặng tình như thế chẳng qua là cái bổn phận của nghề chúng tôi được thấy vẻ vui mừng hiện lên mặt bà là tôi lấy làm thỏa mãn lắm rồi vân không giả nhời nhưng đổi giọng hôm qua quan có biết chuyện gì xảy ra ở nhà tôi không vân nói với một giọng buồn bác sĩ ngơ ngác lo ngại tôi chẳng biết chuyện gì cả nếu có phải tôi đã vô ý làm mít lòng bà điều gì thì xin bà tha tội cho tôi không quan có làm việc gì rồi bằng vài câu vắng tắt vân kể rõ cho y sĩ biết tấn kịch mà thím năm đã gây ra trước cửa nhà nàng nghe chuyện y sĩ mặt trước đỏ bỗng hóa tái tái rồi lại đỏ đỏ rồi lại tái khi vân nói xong bác sĩ liền đứng dậy thật là lỗi tại tôi thôi tôi xin bà cứ để cho tôi chữa khỏi cho cháu rồi tôi sẽ liệu vợ với con gì cái đồ mất dạy ấy mà nó có phải vợ tôi đâu quan nói thế nào tôi không hiểu câu chuyện này khó nói lắm chỉ xin bà tha tội cho tôi và cứ cho phép tôi chữa khỏi cho cháu Rồi tôi sẽ liệu Vân chưa kịp cầu xin y sĩ Đừng nghĩ ngợi Cứ bình tâm chữa cho con mình Thì y sĩ đã đi trước cái ý muốn của Vân Nàng thấy trong mình nhẹ nhõm Như mới cất đi được một gánh nặng Nàng ngọt ngào bảo y sĩ Sự đó đâu phải lỗi ở quan Nhưng ví dụ có điều gì Mà có lỗi ở quan đi chăng nữa Tôi cũng chỉ nghĩ đến sự quan trong nom Săn sóc đến cháu mà thôi Y sĩ sốt sắng tôi sẽ đuổi cổ nó đi để tạ tội với bà vân kinh ngạc nhìn y sĩ y sĩ nói tiếp nó làm cho tôi mang tiếng với một người tôi quý trọng nhất trên đời sự chơi bời dại dột nguy hiểm thật giọng nói thất vọng khiến vân ái ngại tôi thì tôi không có quyền biết đến đời tư của ngài nhưng xin ngài đừng vì một việc nhỏ mọn như thế mà ruồng rẫy người ta có yêu ngài người ta mới ghen tôi cần đâu nó yêu rồi nói một cách chua xót thôi trăm sự xin lỗi bà bà đã tha lỗi cho tôi chưa tha cho tôi một cách hoàn toàn chưa giọng nói thành thực làm vân ái ngại nàng liền ôn tồn sẽ hoàn toàn nếu ngài đừng ruồng rẫy người ta vì như thế sợ có điều trở ngại không tốt xảy ra trong khi ngài đến đây chữa bệnh cho cháu bà dạy thế nào tôi cũng xin nhắm mắt vân theo được bà tha lỗi thì việc gì tôi cũng làm trong đời người đàn ông có những sự cẩu hợp Vì cảnh ngộ Chỉ những người đàn bà nào đã hiểu đời Biết người mới biết tha thứ Tùng đổ bác sĩ Liền được bổ vào cao minh Trong nơi đất khách Những cảnh đêm dài trần trọc Vẫn là những cảnh buồn bã Gia dĩ Tùng mới có 27 tuổi Cái tuổi mà trong gân cốt ứ những sức thừa Cái tuổi không thể sống cô độc Trong một gian buồn Nên chàng cần phải có một người đàn bà ở bên cạnh Để cho khuây khỏa người đàn bà ấy bất cứ là ai Miễn là cho có đầu người để nó vui nhà Miễn là người ấy có thể đem lại cho mình một chút vui Trong những đêm khuya tịch mịch Một đêm Tùng cùng anh em đến chơi đùa sớm nhà lá cạnh đường Bắc Túc Gặp cô Năm Tùng thấy Năm người cũng dễ coi Lại ăn nói hoạt Lại tính nết đàn điếm Trong những sự cẩu hợp này Người đàn ông phần nhiều thích những gái đàn điếm Vì họ đã đề phòng trước đến khi bỏ nhau cho khỏi bức rứt liền bỏ ra năm chục cho cô năm sắm sửa rồi một hôm cô năm đến nhà tùng ở luôn với tùng sự giao tình của tùng đối với cô năm cũng như cái giao tình của các người tây đối với các me tây linh hồn và trái tim chẳng dư phần gì vào đây chẳng qua đêm nằm một mình nó buồn chẳng qua cái cúc áo đức không có người đính ngay thì nó khó chịu chẳng qua ở nhà trơ trọi không có ai bầu bạn để chuyện trò thì nó lạnh lẽo thế nào chẳng qua sợ phiền phí vì những sự cần dùng mà một người đàn ông tráng kiện không thể không có nên tùng mới cho cô năm về ở chung với mình vừa là một cô khâu vừa là một cô bếp vừa là một cô nhân tình lúc nào cũng sẵn sàng tùng vẫn thường khoe với anh em cái cách lấy vợ mà không phải lấy vợ của mình là diệu kế vừa giản tiện vừa được nhiều cái vui mà lại tốn ít tiền tùng thường ca tụng cái sáng kiến của những người tây sang xứ an nam đã khéo đào tạo nên một hạng me tây để khi ở thuộc địa thì được mọi sự tiện lợi mà khi về nước thì có thể bỏ một cách không thương tiếc không hối hận như ta bỏ một đôi giày hay cái mũ các me tây ấy đã biết là thế mà vẫn lấy mình thì mình cần gì phải hối hận miễn là trong khi lấy nhau chi cho họ đủ tiền xài lúc tùng được đổi đi bát tâm băng chàng đã toan bỏ câu năm đã trao cho một trăm đồng bạc và các đồ đặt vặt Cô Năm đã bằng lòng Hai người đã bắt tay từ giả nhau Nhưng không hiểu chàng nghĩ sao Lại cho cả cô Năm lên theo Có lẽ chàng nghĩ Bác Tâm Bằng thì cũng lại phải lấy người khác Âu Bằng cứ để người này Là người đã quen việc Lên bác Tâm Bằng được 6 tháng Thì bỗng một hôm được Vân gọi đến Chữa bệnh cho con mình Tùng bàng hoàng trước cái sắc đẹp nghiêm trang của Vân Tùng hồi hộp trước cái vẻ buồn thấm thía của Vân Đến khi được biết rõ cái nhân cách cao quý của nàng thì chàng đem lòng yêu Yêu bằng hết cả sinh lực của một trái tim 28 tuổi chưa từng yêu Trong tình yêu ấy lại pha vào một lòng kính trọng Nó khiến cho chàng phải rụt rè khép nép trước mặt Vân Chàng hy vọng rằng chàng cố công chữa cho con Vân khỏi Thì Vân sẽ cảm ơn mình Rồi sự cảm ơn sẽ đưa nàng đến ái tình Rồi lúc nàng hết tan chồng Biết đâu nàng không chịu cùng mình kết nghĩa vợ chồng Để lấy một nơi nương tựa chắc chắn cho đàn con Chính chàng cũng chỉ ao ước có thế Ao ước che chở cho Vân Đem lại một chút vui Để quét sạch những nỗi buồn rầu Nó hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt thảm sầu kia Chàng vẫn tâm thì thấy mình Cũng có thể yêu các con Vân như con mình Chàng định bụng khi nào chữa cho con Vân khỏi Thì sẽ viết thư cho Vân Biết cái ý định của mình Nhưng sau một hôm Chàng than vãn cho những đứa con không cha Bị Vân trả lời một cách cương quyết Bây giờ tôi là cha chúng nó thì chàng phải thất vọng trước sự hy sinh của người mẹ, nhất định ở vậy để giữ toàn hạnh phúc cho các con. Tùng tuy ngào ngán vì thất vọng, nhưng chàng cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Chàng hy vọng vào thời gian làm cho Vân quên tình nghĩa đối với chồng, chàng hy vọng vào ngày tháng làm cho Vân phải nghĩ đến một chỗ nương dựa chắc chắn cho đàn con. Đã là thầy thuốc, đã rõ những sự cần dùng về xác thịt đối với một người đàn bà trẻ, chàng mong rằng tháng ngày sẽ đem lại cho cơ thể Vân những nguồn sinh lực mới. Khiến nàng không thể không nghĩ đến sự lấy chồng. Những hy vọng làm cho chàng vơ vẩn, gia dĩ đã có một hình ảnh một người đàn bà mình yêu xâm chiếm linh hồn, thì Tùng còn thì giờ đâu mà săn sóc đến cô năm. Cô năm thấy chàng lạc lẽo thì hiểu ngay trong đời chàng mới có một người đàn bà khác đến chiếm chỗ của mình. Cô năm đến gây sự với Vân, Tùng tuyệt nhiên không biết. Đến khi Vân kể lại cho nghe thì Tùng thấy tê tái và thẹn thùng, bao nhiêu hy vọng tiêu tán hết. Lúc ấy chàng mới nhận rõ sự cẩu hợp trước kia mình cho là tiện lợi, ngày nay là một trở lực đến phá đổ hạnh phúc của mình. Chàng muốn về đuổi phân cô năm ra cửa để chuộc tội với Vân, nhưng đến khi Vân yêu cầu mình phải giữ cô năm mới tha thứ cho mình, thì Tùng phải Vân chịu ngay, nhưng Vân chịu một cách đau xót và ngao ngán. Gặp trở lực ấy cản đường, Tùng mới rõ biết lòng mình yêu Vân nó tuyệt đối và to lớn là dường nào. Không lấy được Vân Không được Vân yêu Thì đời chàng phải đen tối Chẳng còn hạnh phúc gì Chàng cảm thấy chàng chỉ có thể có một hạnh phúc Là được Vân yêu Và che chở cho con Vân Vân yêu Làm sao Vân có thể yêu một người lan trả Với những quân lăng loàn vô giáo dục như thế Che chở cho con Vân Đời nào Vân chịu để cho một người chơi bời lăng nhăng Che chở cho con mình Nàng là một người nhân cách cao quý như thế nào khi nào lại hạ mình xuống kết duyên với một người đàn điếm như mình tùng cứ nghĩ thế mà giận muốn giết ngay cô năm đi nhưng lại sợ ruồn rỉ ngay y thì y có thể đến kiếm chuyện lôi thôi với vân nên chàng phải nén lòng mặc dầu vân đã cấm chàng không được bỏ nhưng làm sao chung chạ được với một người đã gây ra sự tan nát của lòng mình và là một trở lực cho hạnh phúc đời mình chàng phải ngậm bồ hòn làm ngọt chờ cho đến khi chữa cho con vân khỏi rồi sẽ xin vân bỏ cái điều yêu cầu nó làm khổ cho đời mình đó bây giờ hãy cứ tận tâm chữa cho con vân khỏi vân tha lỗi quên những sự chơi bời rồ dại của mình biết đâu hai hôm sau tùng ngày bốn buổi đến nhà vân chỉ xem bệnh cho thuốc rồi lại đi ngay không dám nói năng với vân một lời hai hôm sau khi xảy ra sự cô năm đến lôi thôi trước cửa nhà vân tùng nhìn mặt vân thấy hình như nàng có một vẻ khó chịu phải dàn mặt mình nhưng vì lòng thương con không biết làm thế nào bèn khẩn khoản cầu sinh vân tôi biết tôi lại đây làm buồn cho bà lắm nhưng vì bệnh của cậu em nên bà phải buộc lòng gọi tôi đến chứ mặt tôi gợi cho bà nhiều cảm tưởng khó chịu vậy khi tôi đến thì bà cứ tránh đi một nơi tôi xem bệnh cho cậu em rồi tôi về ngay hoặc cần nói gì thì tôi nói với con nụ thưa với bà cũng được giọng chân thành và nhúng nhường ấy làm cho vân cảm kích nàng liền tươi cười bảo tùng ông cứ an tâm tôi biết tôi trong sạch là đủ rồi tôi có cần dư luận đâu miễn sao cho cháu khỏi tôi tự xét lòng tôi không có điều gì phải thẹn với ai là được rồi lần ấy là lần đầu vân gọi tùng bằng ông tùng thoạt nghe sung sướng như muốn phát điên bao nhiêu hy vọng tiêu tán lại ầm ầm kéo về lúc ấy chàng vui quá nên không nhận được giọng lạnh lùng của vân chàng định bụng khi nào thằng hà khỏi chàng sẽ đến nói rõ sự cẩu hợp của mình đối với cô năm rồi xin phép nàng bỏ cho mình sự bó buộc kia đi thằng hà hết sốt thằng hà khỏi đã bắt đầu ăn rã bữa một hôm tùng đến nhà vân toan nói thì buồn thay đã bị vân nói trước bây giờ cháu đã khỏi tôi xin cảm ơn ông đã hết lòng chữa cho cháu rồi móc ví lấy một trăm bạc đưa cho tùng thôi gọi là có món tiền nhỏ mọn để gửi ông giá cậu cháu còn sống mà nhà chúng tôi giàu có như thuở xưa thì xin đưa ông nhiều hơn cậu cháu lúc nào cũng nói đến cậu cháu lúc nào cũng nghĩ đến người chết tùng muốn nói gì cũng không dám nói nữa cha ngõ ý từ chối thì bâng nói một giọng nghiêm nghị nếu ngài không cầm thì chúng tôi không bao giờ yên lòng mà chúng tôi không hiểu sự từ chối ấy duyên cớ bởi đâu tùng ấp úng duyên cớ bởi bà bây giờ không được sung túc như xưa mà từ trước đến nay bà thuốc thang cho cậu đã tổn phí nhiều cảm ơn ngài chúng tôi không muốn hàm ân ai về đồng tiền tài cả tấm lòng tốt của ngài đối với chúng tôi và cháu chúng tôi xin ghi nhớ thế nào cũng xin ngài cầm cho lúc cậu cháu còn sống cậu cháu vẫn dạy tôi đồng tiền tài phải cho phân minh nay cậu cháu đã mất chúng tôi lại càng phải giữ nhờ dặn ấy lắm Tùng không dám từ chối Phải cầm Lúc Tùng cầm rồi Vân còn ẩm con Bảo bắt tay Tùng Con bắt tay quan đốc đi Con cảm ơn quan đốc Từ nay con khỏi Có lẽ quan đốc không đến nữa đâu Con bắt tay quan đốc mạnh vào Tùng hiểu ngay Vân không muốn cho mình đến nhà nữa Chàng tối tâm cả mặt mũi Lạnh lòng bước xuống thang Xuống đến phòng khách Chàng cố thu hết nghị lực nói Bây giờ Bà cho phép tôi không còn phải giữ lời hứa trước kia tôi hứa với bà Lời hứa nào? À, à, về chuyện cô Năm ấy Cái đó việc tư của ông Tôi đâu dám biết đến Tùng bước lên xe như người mất hồn Về nhà liền cho tiền cô Năm Bắt phải về Năm vang ngay Cô Năm đi rồi Tùng thấy một nỗi chua xót Ngao ngán đến xâm chiếm linh hồn Tùng nhìn ngày mai Thấy đen tối buồn tẻ Hết tập 6 còn tiếp